Bài 6.2 các tính chất của ánh xạ tuyến tính và hạt nhân ảnh. Chơi chúng mình tí đầu tiên. Từ V và V kép là một ánh xạ tuyến tính thì T theta bằng theta. V T vị trừ V bằng trừ T V thì ta là không thì mọi V thuộc T. C T V trừ kép bằng T V trừ T V kép với mọi V vị kép thuộc T. Chứng minh giả sử V thuộc V ví dụ với V không à, không không nhân V bằng theta chứ không là số thực còn V là một vector nhân với không bằng vector không à, cụ thể là định lý 5.1.1 phần C nên T của theta bằng là T không U bằng không nhân với T U bằng không bằng thi tài. B bây giờ V trừ V bằng trừ một nhân V à, 5.1.1 phần D xem lại 5.3 này định lấy 5.1 như vậy 8.8.7.6.7.2.2.3.1.1 phần D
1.1. Chú ý 1.1. B đây, phân tử trung hòa duy nhất, phân tử đối xứng. Nếu x thuộc V là có là 0x bằng theta, mọi x thuộc V là có trừ x bằng trừ 1x. Mọi đây là cơ bản của đầu tiên không giới vector. T trừ V bằng T của trừ 1 V bằng trừ 1 TV bằng trừ TV. C đẹp vì V trừ V kép bằng V cộng với trừ V kép bên trong. Đó thì nên V trừ V kép bằng V cộng với trừ 1 V kép. Đó, T V trừ V kép thì bằng T V cộng trừ với trừ 1 nên V kép bằng T V đưa ngoài luôn, V V cộng với T trừ 1 V kép bằng T V trừ T V kép. Cái này hoàn toàn lý thuyết. Cứ chó đâu nhỉ. Cụ chó khôn kiếp.